Xin chào mọi người. Hôm nay thì trời Phần Lan rất là đẹp mọi người ạ. Bây giờ thì Duyên đang chuẩn bị đi ra ngoài sân chơi, cho nên là Duyên đã quyết định sẽ quay video để chia sẻ với mọi người cái không gian ở gần nhà Duyên như thế nào nhé. Mời mọi người tiếp tục xem video để đón xem nhé. Bây giờ mình đi thôi mọi người nhé. Chiều sáng và cáo quá mọi người ạ. Và một bóng mà kiểu mặt trời mà như thế này ấy, thì cũng khá là hiểu. Trời thì rất là xanh luôn. Bầu trời rất là xanh và không hề có một áng mây nào hết trơn á. Bây giờ thì mình đi thôi. Độ cảm nhận được thực tế là âm 16 độ mọi người ạ. Đây là sân chơi dành cho các em bé ở trong khu dân cư này mọi người. Giờ thì tuyết đã phải trắng xóa hết rồi. Chỉ mùa hè là cái chỗ đó là phủ là có cát mọi người ạ. Mấy em bé thường xúc cát chơi. Mấy cây này thì đã trùi lá rồi, bây giờ chỉ còn tuyết phủ thôi. Mặt trời ở miền cực Bắc này thật sự rất là chói chang luôn mọi người ạ. Mà kiểu như ở Việt Nam chẳng hạn ấy, thì mặt trời nó sẽ ở trên đỉnh đầu thì nó sẽ không có chói mắt. Còn mặt trời bên này ấy, nó ngay ở cái tầm mắt của mình ấy, cho nên thật sự nó rất là chói. Đây là một chỗ để ngồi rất là xinh. Wow, cảm giác thật là thích mọi người ơi. Kiểu lành nhưng mà nó rất là sảng khoái ấy. Cái cảm giác rất là trong lành và tinh khôi. Mặt trời và chiếu xuống cái nền đất phủ tuyết thì thật sự kiểu chói luôn, chói loa luôn mọi người ạ. Không gian rất là rộng lớn và bao la mọi người ạ. Ở đây vào mùa hè ấy, thì đó là một cái bãi cỏ trước mặt mình đang thấy ấy. Ở Phần Lan thì người dân người ta rất là thích đi bộ ở ngoài đường hoặc là trong rừng, đi bộ, chạy bộ, tập thể dục thể thao. Ở gần nhà mình là sân bay ở trên cái thủ đô Helsinki ấy, cho nên là rất là thường xuyên nghe tiếng máy bay bay ở trên bầu trời mọi người ạ. Giờ mình đi tiếp nhá. Lạnh quá. Mặt trời chiếu quá. Wow. Đây mọi người thấy không, không gian rất là mênh mông rộng lớn luôn. Rất là thích mọi người ạ. Hôm nay thì mình đi bộ một mình thôi. Mình muốn quay lại này cho mọi người xem. Ồ, hôm nay có gió cho nên là rất là lạnh luôn. Những ngày mùa đông mà có gió ấy, thì nó sẽ lạnh hơn rất là nhiều thôi. Những ngày không có gió. Đường này người ta có cái xe cao tuyết ấy, người ta cao tuyết đi để có cái đường như thế này, chứ không thì chẳng có đường như thế này mà đi. Hai vợ chồng dắt theo một con chó đi bộ. Lúc này đang quay thì gió thổi rất là to cho nên là không nghe được tiếng mình nói gì mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video này của mình nhé. Nếu mọi người thích thì hãy bấm theo dõi kênh để được xem nhiều hơn nữa nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người trong những video lần tới. Tạm biệt.